Xin chào quý vị các bạn. Và bây giờ đang là 11 giờ kém ngày 23 tháng 2 năm 2020. Như thường lệ thì cứ đến gần nửa đêm thì em lại tiếp tục làm những clip để gửi tới tất cả anh em. Thì cũng chính vì lý do như vậy cho nên là em đã cài cái chế độ ở điện thoại là từ 10 giờ, tức là từ 22 giờ đến 8 giờ 30 sáng ngày hôm sau. Thì em, bởi vì là buổi tối thì em thường là quay clip cũng như là quay clip để hoặc là chụp hình gửi cho những anh em. Mà thường thì là quay clip nhiều hơn, cho nên là em đã cài cái chế độ là không nhận cuộc gọi từ 10 giờ, tức là 22 giờ đến 8 rưỡi sáng hôm sau để thuận tiện tiện cho việc làm clip. Chính vì vậy là nếu như anh em nào có nhu cầu cần tư vấn hoặc là mua hàng, anh em gọi điện thấy máy báo bận thì anh em vui lòng để lại tin nhắn. Cần hỏi đáp gì thì em sẽ phản hồi lại anh em sớm nhất nếu như em có nhận được tin nhắn, hoặc là anh em cứ gọi, có cuộc gọi nhỡ thì sáng hôm sau em sẽ trực tiếp gọi lại để giải đáp cho anh em cũng như là tư vấn cho anh em. Đây cũng là một cái điều anh em nên xem trước để biết cái giờ làm việc cũng như là cái giờ 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 trực điện thoại của shop em. Bởi vì là buổi tối thì em thường hay quay clip cho nên là em hay để chế độ là không nhận cuộc gọi để cho nó tiện việc quay clip, bởi vì là đang quay mà anh em gọi đến thì nó sẽ bị gián đoạn cái clip đó mà em sẽ phải quay lại. Nó sẽ cũng hơi 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 bất tiện một chút. Cho nên là anh em thông cảm. Anh em có nhu cầu thì một là sáng hôm sau, sau 8 rưỡi anh em gọi. Hai là anh em có thể nhắn tin tới, em sẽ phản hồi ngay lập tức nếu khi em nhận được tin nhắn. Thứ ba là anh em cứ gọi đến, có gọi nhỡ thì sáng hôm sau em sẽ gọi lại cho anh em. Để anh em thuận tiện cho việc trao đổi cũng như là hỏi đáp về âm thanh. Hôm nay thì shop em về rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy trước màn hình đây đúng không ạ? Rất nhiều loa tannoy, cụ thể là các cái mẫu tannoy Stirling và Thornberry. Stirling và Thornberry thì là một trong những cái phân khúc loa tầm trung, trung cao mà shop em thường xuyên có hàng, đặc biệt là những cái sản phẩm ở trước mặt chúng ta đây. Ở giữa, chính giữa là cặp Stirling HE. Đây là cặp loa đẹp xuất sắc Stirling HE. Đây là đời sau của TWW. Nó được cải tiến hoàn toàn. Thay vì làm chân dày như các đời trước thì ở đời này hãng đã làm cái thùng loa cao lên, giúp cho cái chúng ta không cần phải dùng cái chân loa dày nữa, đúng không ạ? Như này nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, đúng không ạ? Cặp này đẹp xuất sắc. Tannoy Stirling HE, hàng đẹp xuất sắc, giá là 70 triệu đồng. Giá là, em xin lỗi, là 70 triệu 500. Tannoy Stirling HE giá 70 triệu 500. Giá đợt này rất tốt. Có những đợt em nhập cao hơn, bán gần tới 72 triệu. Nhưng đợt này giá tốt, 70 triệu 500. Hàng đẹp xuất sắc anh em nhé. Tiếp theo là những cặp loa Tannoy Thornberry HE và SE. HE thì giá là 79 triệu. Còn SE thì giá là 85 triệu. Hàng đẹp xuất sắc, 79 và 85 anh em nhé. Anh em lưu ý, có cả cặp có thùng xốp. Anh em nào quan tâm thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Tannoy
Turnberry SE giá 85 triệu. Số lượng là có khá nhiều. Đây chúng ta có thể thấy ạ. Tổng những cái dòng đợt này là 1 2 3 4 5 5 cặp đúng không ạ? Tannoy Turnberry SE 85 triệu có cả cặp có thùng xốp. Còn Turnberry HE giá 79 triệu. Tất cả hàng đẹp xuất sắc, đây là một trong những cái cặp loa rất đáng chơi. Tại vì sao? Bởi vì cái hình thức của nó rất đẹp, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy là về thì chúng ta chơi được ngay, không cần đôn hay là chân loa nữa mà đánh trực tiếp luôn, đặt xuống nền thì nó cũng rất đẹp rồi. Đây là một cái dòng loa phổ thông mà được shop em bán rất nhiều. Đây chúng ta có thể thấy khi lắp cái căng lên nó đẹp tuyệt vời luôn. Tất cả đều có chìa khóa zin. Đó, đúng không ạ? Chúng ta thấy không? Đó, khi lắp cái căng lên thì quá là đẹp luôn. Tannoy Turnberry SE 85 triệu có cả cặp có thùng xốp. Turnberry HE giá là 79 triệu. Sterling HE giá là 70 triệu 500. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Ba Hùng theo số điện thoại là 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em.